đội kiểm tra liên ngành 389 thành phố Long Khánh vừa tiến hành tiêu hủy hơn 460 chai rượu nhập lậu hiệu Royal Salute 21, ghi xuất xứ Scotland, không đảm bảo chất lượng. Trước đó, tháng 12 năm 2020, lực lượng 389 thành phố Long Khánh đã tiến hành khám xét ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C47607 kéo theo Remy Sermot do ông Trần Huyền Thắng, ngụ tỉnh Bình Định điều khiển. Qua khám phương tiện, phát hiện dưới cầm Sermy Remot có cất giấu 77 thùng, mỗi thùng 6 chai rượu hiệu Royal Salute 21, ghi xuất xứ Scotland nhưng không dán tem rượu nhập khẩu. Ông Thắng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số rượu nói trên. Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Huyền Thắng với tổng số tiền hơn 490 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số rượu.